Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Xin chào tất cả khách hàng của HTX Davoxen. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phin nhé, nhân viên của HTX Davoxen. Trong clip ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến với tất cả các bác bộ 3 sản phẩm cán ốp hai loại gỗ chốt 3 đinh đồng rất là chắc chắn luôn. Sẽ bao gồm cho tất cả các bác mình là gồm có một dao chặt gà, một dao thái và một mẫu dao lọc nhỏ xinh như thế này. Thì trong clip ngày hôm nay thì em sẽ chi tiết về sản phẩm cũng như là giá thành của từng mẫu đến với tất cả mọi người nhé. Ok các bác nhé. Đầu tiên ở đây em sẽ có cho mọi người để chính là mẫu dao chặt gà. Mẫu dao chặt gà này thì thiết kế kiểu dáng bản vuông, tuy nhiên là nó sẽ bo góc vào, nhìn cái góc nó sẽ không bị thô như bản truyền thống này. Con này thì lưỡi của nó là lưỡi 21 này, bản rộng 9 nhá. Độ dày là 3 ly cho em mọi người nhá, 3 ly. Thì các bác mình sẽ dùng để chặt gà này, chặt sườn này và có thể dùng để thái được cho em nhá. Cán ốp chốt hai gỗ ốp hai loại gỗ chốt 3 đinh là ốp cán gỗ mun và cán gỗ cẩm lai cho em. Đấy. Con này nó bán lẻ thì đang có giá là 329.000 nhá. 329.000. Tiếp theo sẽ là một cái bản dao thái nha mọi người ơi. Tiếp theo sẽ là một bản dao thái. Bản dao thái này có mã là ST02. ST02 này thì nó sẽ là kiểu dáng dao thái bản vuông, tuy nhiên thì cái góc lưỡi này nó thiết kế hơi vát xuống một cái thì nhìn trông nó sẽ kiểu mềm mại uyển chuyển hơn rất là nhiều. Lưỡi 20 và bản rộng là khoảng 7,5 mọi người ạ, bản rộng 7,5. Độ dày ở đây là khoảng 1.3 ly, rất là mỏng để cho các bác mình thái rau, thái thịt, thái củ quả nhá. Thái rau, thái thịt, thái củ quả, cán ốp hai loại gỗ này vân lên rất đẹp. Gỗ của em nó là gỗ tự nhiên nên là mỗi con nó sẽ lên một cái vân gỗ khác nhau. Tuy nhiên là nó sẽ rất là đẹp cho mọi người nhá. Mọi người ơi. Đó. Tiếp theo bên này nó sẽ là một cái mẫu dao lọc, một bộ đầy đủ thì sẽ không thể thiếu con dao lọc. Dao lọc này nó là một cái bản nhỏ rất là nhỏ xinh luôn. Các bác có thể dùng để thái được và lọc được và làm lòng tỉa hoa rất là ok, tại vì mũi của nó khá là nhọn này mọi người này. Mọi người có thể nhìn thấy cái mũi của nó cực kỳ nhọn nhá. Đó. Con này thì đang để giá bán lẻ của nó là 259.000, 259k nhá mọi người nhá. Giá bán lẻ của nó là 259k. Đối với bác nào mà đang có nhu cầu mình mua lẻ hoặc là mua cả bộ đều rất là ok. Còn nếu như các bác mà mua cả bộ nhá thì giá của nó sẽ ưu đãi hơn rất là nhiều. Cả bộ này dao chặt gà đang có giá là 329 này, dao thái là 259 và dao lọc cũng 259 đúng không các bác? Thì tổng sản phẩm nó sẽ là 847.000 nhá. Các bác mà mua combo cả bộ thì sẽ được giảm còn 760.000, 750.000 mọi người nhá. 750.000 và em sẽ miễn ship cho tất cả mọi người trên tất cả nền tảng luôn. Đấy. Đấy là bộ 3 sản phẩm đối với mọi người nào mà thích những cái dòng cán ốp như vậy thì các bác mình có thể đặt những cái dòng cán ốp này cho em. Còn ngoài ra thì em sẽ còn cả cán tròn nữa. Chất lượng thì nó vẫn thế thôi, nó tùy theo cái sở thích cũng như là cái nhu cầu của mọi người ấy. Đấy, đối với bác nào mà mình thích cái nào thì mình lựa cái đấy cho em nhá. Mọi người có thể chọn nhanh thì em sẽ gửi hàng khoảng mấy hôm nữa thôi nhá mọi người nhá. Thì bên nhận hàng người ta sẽ không nhận nữa. Thì các bác có thể nhanh tay cho em. Ok, cảm ơn các bác đã xem clip của em. Thì chúc tất cả các bác có thể mua được những cái sản phẩm rất là ok mà giá thành rất là hấp dẫn. Thì chúc tất cả mọi người buổi tối vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Ok, cảm ơn tất cả các bác rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.